Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Hello mọi người. Chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên sẽ làm một cái weekend vlog khá là nhiều event vào cuối tuần này. Thì bây giờ Tiên sẽ đi chụp hình cho bộ sưu tập mới của Hơ. Tiên đã chụp hình xong rồi mọi người. Bây giờ thì Tiên đang ở Taka để ăn. Tiên đang ngồi ở một quán Thái Lan gọi là Sâm Thái, đúng không? Sâm Thái. Bây giờ Tiên sẽ đang ngồi đợi đồ ăn. Bây giờ là 8 giờ rồi, chứ kém rồi. Tiên chưa ăn, đang rất là đói. Sách mà mấy bữa nay rất là nhiều người giới thiệu cho Tiên, đó chính là 7 thói quen để thành công hả? Hay là 7 thói quen hiệu quả gì đó. Tiên cảm thấy như là cái quyển sách này là cái thứ gì đó Tiên đang thật sự rất cần, cho nên là Tiên sẽ đi xem thử vòng vòng để mua cái quyển này nha. Thế mọi người, đây là quyển sách mà Tiên mới giới thiệu hồi nãy. 7 thói quen hiệu quả. Tiên được biết là đây là quyển sách rất là hay và Tiên học được rất là nhiều, cho nên Tiên có mua và đọc. Yeah. Thì Tiên đã về nhà rồi, bây giờ Tiên đang làm đọc sách. Thì ok, đó là kết thúc cái vlog ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người vào sáng ngày Chủ nhật ngày mai nha. Good morning mọi người, hôm nay là ngày Chủ nhật và Tiên đang đi ăn, đi tiệc sâm ở Lai. Thì đây là một cái quán mà Tiên rất là hay ăn và cũng đã vlog lại rất là nhiều lần rồi. Đi với chị Mina, hello chị. Thì chị hôm nay vào Hà Nội vào thăm Tiên, là Tiên dẫn đi ăn. Ok, thì Tiên vừa mới ăn xong và mua đồ một chút xíu ở Beauty Box rồi mọi người. Bây giờ thì Tiên sẽ đi lựa đồ quà sinh nhật cho Kyle, tại vì tuần sau là sẽ là sinh nhật Kyle, cho nên là có vẻ khá là thích vài món ở cái chỗ này, cho nên Tiên sẽ đi xem thử và mua. Ủa mọi người ơi, đi kiếm quà mà kiểu nó không có cái gì mà Tiên đang muốn mua cả, và có những cái đang muốn mua thì nó lại không có hàng và nó hết, cho nên là bây giờ Tiên đang không biết là như thế nào nữa, tại vì 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Kyle rồi. Và bây giờ thì đang rất là lo lắng, không có biết là có quà hay không. Cho nên là để xem thử là ngày mai thứ ba đi. Thứ ba sẽ đi ra xem thử xem là như thế nào. Ok, mission tiếp theo Tiên sẽ đi ra Taka và mua mắt kiến. Tiên nghĩ là Tiên mong là sẽ mua được rồi. Vì hồi nãy là không có mua rồi, cho nên là bây giờ sẽ ra xem thử. Không sẽ mua được. Mọi người ơi, thì mission complete, Tiên đã mua được cái mắt kiến rồi. Thì Tiên sẽ cho mọi người xem năm nay Tiên tặng cho Kyle cái gì nha. Thì đây là một cái mắt kiến của Bottega. Thì Kyle đã thích cái kiến này rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có mua, và Tiên đã biết được và Tiên đã săn em nó ở Taka mọi người, với giá là 10 triệu. Thì bên cái bao rất là đẹp. Cái kiến này cũng rất là trẻ, dành cho nam. Siêu đẹp. Ok, bây giờ thì Tiên đang định là tặng cái này không thì nó quá bình thường rồi. Cho nên là Tiên sẽ kiểu
tính là gói một cái hộp quà bự ơi là bự luôn, xong trong đó có hả kem răng và rau, xong rồi hả kiểu oh happy birthday để ngoài cho một cái bịch bự vậy thôi, nhưng mà dưới nó sẽ là quà thiệt, rất là surprise luôn. Thì Tiên vừa mới đi ăn với sinh nhật của anh hai Tiên về mà quên mất quay cho mọi người. Thôi thì hôm nay là ngày chủ nhật thì Tiên bây giờ Tiên sẽ nghỉ ngơi một xíu và ngày mai sẽ là một ngày đi làm. Thì tối thứ ba Tiên dự định là sẽ qua nhà khai hội và surprise, cho nên là hôm đó sẽ quay lại cho mọi người xem nha. You know, just waiting for you. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 5 và Tiên vừa mới có cuộc họp cho planning 2021 của Her Story. Nào, thì bạn designer vừa mới về rồi, thì mình đã họp khá là trễ. Nay thì Tiên có rất là nhiều công việc ở trong công ty, cho nên là cũng hẹn ra 8 giờ mấy, 8 rưỡi mới tới đây. Thì bây giờ là đã là 9 rưỡi rồi, thì bây giờ thì mình sẽ có một cái photoshoot nhỏ nhỏ đối với New Collection. Với New Collection mà là Collection 1.0 nhưng mà là Part 2. Còn phần 2 thì đã drop rồi, cho nên là cũng no control, cho nên là mọi người nào mà muốn mua những cái áo đó thì lát nữa theo mà thì Tiên sẽ cho mọi người xem cái áo hoodie rất là đẹp. Yeah, giờ thì đi chụp hình nha. Breaking the neck of these when I'm bending the corner, breaking my whip in the glass, burning that loud in the neighbors. I heard the aroma, play a persona. She eating my dick till she fall in a coma. The card of the itis, I really got it off the muscle. Now they wanna tussle, wanna fight us. Mọi người thì tụi mình đang ở Ho Chi Minh. Một cái chỗ rất là quen thuộc. Thì quá quen thuộc. Hôm nay là ngày thứ 7 và tụi mình vlog là không bao giờ đi chỗ khác luôn. Tụi mình decide hôm nay sẽ đi Hồ Tràm một đêm chơi một đêm thôi để vui vẻ, đang đợi Shen tới nha mọi người. Thế là Shen là đi chung với Avila, xong cuối cuối Avila kêu là không đi nữa, xong Shen đi một mình. Shen mình đang tới tụi chắc cũng 5-6 giờ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ thay đồ và đi bơi. Quy hiện tại đang mặc cái váy của Her Story mọi người, quá là đẹp luôn. Wow, xoay vòng coi. Lúc tụi nó mấy đứa này xạo mọi người, thấy không? Xạo luôn, ai về xạo, ai về kêu ai về không đi, xong rồi hai đứa này diễn kịch. Xạo. Nhưng mà tao hả? Mà tao đã đúng reason. Đang xin gọi mọi người, có ai liên hệ nha, ai về là. Stop selling me out. Mình order nước dưa hấu và cocktail. Ai về lên đang bị kẹt toilet đó mọi người. Kỹ thuật đang qua mở cửa cho, trời đúng tội luôn. Wow. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cheers to a crappy 2021. Yeah. Tụi mình vừa ăn xong rồi và bây giờ tụi mình sẽ đi bơi. Yeah. Gang shit yo. Skrrr. Đó đừng có nhảy làm ơn đi. Sáng nay thì Tiên có ăn một cái quán khá là ngon. Quán tên là Lộc An ở Hồ Tràm. Sau đó thì về khách sạn nghỉ ngơi chút xíu và đã về Sài Gòn rồi. Thì ở đây thì Tiên muốn kết thúc cái vlog tuần này. Sắp đến Noel rồi, sẽ có rất là nhiều cái vui, cho nên là Tiên có thể là Tiên sẽ vlog tiếp cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái vlog tuần này pre Noel của Tiên. Nhớ follow Tiên trên Instagram cũng như là các social media khác. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong vlog tiếp theo nha.